sắp tới rồi, không được coi lén nha. Dạ. Được, ok rồi. Ừ. Mở mắt đi. Cha, làm gì vậy? Chúng ta cũng sắp đám cưới rồi. Hải Lâm à, trong thời gian vừa qua anh biết là em rất buồn. Anh hứa với em, từ nay về sau, cho dù có khó khăn cỡ nào, anh cũng sẽ đứng về phía của em, sẽ không rút lui. Anh sẽ nắm chặt tay của em, cùng nhau đối mặt, mãi mãi suốt đời sẽ không rời xa nhau. Lấy anh nha. Ừ. Anh muốn em là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Em cũng sẽ cố gắng để cho người nhà anh chấp nhận em. Yên tâm đi, má của anh đã coi em là con dâu rồi, và còn chuẩn bị một sợi dây chuyền hộp xoàn cho em. Ngược lại anh sợ ba của em hơn. Tuy rằng ba vẫn còn có chút lạnh lùng, nhưng ba là người khẩu xà tâm Phật. Cho ba chút thời gian nha. Anh sẽ dùng hành động và thành ý cảm động ba em, để ba em yên tâm giao con gái cho anh. Dì Kiều à, chúc mừng nha. Cha hôm nay đẹp lắm luôn đó. Vậy sao? Nè Lê Ký. Hả? Anh dám buông lời chọc ghẹo dì Kiều? Anh có gì tôi đàn hình rồi sao? Nè đừng ăn nói lung tung, hôm nay đẹp nhất chính là Hải Lâm đó. Ừ. Xin chúc mừng. Mời vào trong, xin mời Tự Nhiên. Ngồi Tự Nhiên, ngồi Tự Nhiên. Đường tới nhà thờ hình như đâu phải đường này đâu. Đúng rồi mà. Đúng. Đi như vậy là đi đường vòng rồi. Đã nói đúng rồi, ngồi yên giùm đi. Đừng có hồi hộp quá, chưa tới giờ mà. Chắc là kẹt xe thôi, cô dâu của anh sẽ không biến mất đâu. Wow, sao mà con căng vậy? Cả đám người nhìn quê mùa quá trời à. Đứng cùng một chỗ với họ khiến con cảm thấy mình thấp hèn. Không hiểu sao má cho con nhỏ bán hầu gả cho nhà mình. Má cũng chỉ muốn giúp anh con tìm người phụ nữ thích hợp với nó. Tất cả những gì má làm đều vì hạnh phúc của anh con. Ê, Kim Thắng kìa. Kim Thắng, chúc mừng, chúc mừng. Lên trên ngồi đi. Thôi khỏi, tôi tới tặng quà cưới thôi. Chúc anh với Hải Lâm vui vẻ hạnh phúc, răng long đầu bạc. Cảm ơn nha. Ê, Trần Tổng, anh đúng là nể mặt đó. Đây là vợ của tôi, con gái tôi, Bái Kỳ. Hôm nay Trần Tổng nể mặt thật đó. Phải đó. Tôi đi trước đi. Bà Dạng đúng là lợi hại, có cách khiến cho ông Dạng có mặt. Ba của anh chịu xuất hiện, vậy bây giờ anh yên tâm rồi. Ừ. Ê anh Phát, anh đúng là đúng giờ đó, giờ đúng giờ luôn. Xin chúng chào, ta vô trong xin rồi. Chào. Cô dâu đã tới rồi. Mấy người chở chúng tôi tới đây vậy? À, nhất định là dựng ra lệnh cho các người. Các người không muốn anh họ kết hôn với Hải Lâm nên chở chúng tôi tới nơi vắng vẻ hẻo lánh này. Câm miệng đi. Các người muốn gì vậy? Cô khốn hồn thì chở chúng tôi về nhà thờ ngay. Ba, chú Dương à. Các cô ngoan ngoãn ngồi lại trong xe đi. Nếu không chết mất xác cũng không có ai biết đâu. Tịch thu điện thoại đi. Dạ. Bái Kiên, con còn nói điện thoại, sắp tới giờ hành lễ rồi. Con gọi Hải Lâm không được, bây giờ Hải Lâm đang ở đâu? Hải Lâm không sao, má đã cho người trong chừng họ rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô dâu lại là Lê Vạn Linh? Bái Kiên, nhà họ Vạn chúng ta có tiếng tăm, con không được hành xử tình cảm như vậy. Con cũng biết chúng ta với nhà họ Lê có quy mô hợp tác rất lớn. Bây giờ con đang giúp gia đình của chúng ta. Nếu con lấy con bé bán hào đó về, giúp được gì cho gia đình hả? Nhưng má đã hứa với con là cho con kết hôn với Hải Lâm rồi mà. Thì ra từ đầu tới cuối là má gạt con sao? Con lớn tiếng như vậy có phải muốn tất cả phóng viên trong đó đều nghe thấy không? Bây giờ ở trong nhà thờ, số bạn bè đối tác làm ăn của ba con chiếm đại đa số. Phóng viên nhiều tờ báo lớn cũng có mặt. Nếu bây giờ con muốn quỷ hôn, có phải con muốn công khai là ba con mất mặt không? Nếu con thực sự không muốn cưới cô ta,
Bây giờ tự bước vào đó nói với ba con đi. Mami à, rõ ràng má nói sẽ giúp con mà. Má đâu có nói không giúp con. Nhưng cách làm của con không đúng. Nếu như con thực sự muốn sống bên Hải Lâm không sao hết. Sau khi kết hôn xong con giấu nó làm vợ bé đi. Ba má sẽ không phản đối. Nếu như Hải Lâm thực sự yêu con, nó nhất định sẽ hiểu. Từ nhỏ tới lớn, chuyện gì má cũng giúp con sắp xếp hết. Có lần nào má làm sai chưa? Vì vậy con nên ngoan ngoãn nghe lời của má. Đừng ép má làm những chuyện má không muốn làm. Má muốn làm cái gì? Hải Lâm bây giờ đang được cầu quy coi chừng. Nếu con chịu ngoan ngoãn vào trong nhà thờ làm lễ, con bé bán hào này cũng chỉ mừng hụt mà thôi. Nhưng nếu như con kiên trì không vào trong, má không biết cậu Quy sẽ làm gì đâu. Mami, con xin má đừng làm hại tới Hải Lâm. Vậy thì con phải ngoan ngoãn nghe lời má. Con cũng đâu muốn sau này không được gặp Hải Lâm nữa. Bái Kiên, Quân Hảo và Hải Lâm đều không bắt máy. Còn nữa, tại sao họ nói cô dâu tên là Lê Vạn Linh vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tới giờ hành lễ rồi, còn chờ cái gì nữa? Vào đi. Nè, anh làm gì vậy? Dì Kiều. Hả? Không biết có chuyện gì, bây giờ Hải Lâm vẫn chưa thấy tới. Sao qua, Hải Lâm vẫn chưa tới. Có cần cho người tìm con bé không? Cô dâu đã tới rồi. Có gì đợi chút nữa rồi mới nói. Giang Sơ, sao cô cho cô phải Hải Lâm vậy? Giao cho cậu. Được, được, nghe rõ. Cho họ đi đi. Xuống xe đi. Nè, tỉnh ngủ chưa vậy? Ba ơi, ba sao rồi? Xuống xe đi. Nè, các anh muốn gì hả? Chị sao qua nói không có chuyện của mấy người. Mấy người có thể về được rồi. Tránh ra đi. Alo, Lệ Tính, tôi không sao. Cái gì? Anh họ phải làm lễ với cô gái nhà giàu đó. Hải Lâm, chú Dương, Hải Lâm, chú Dương, kệ tôi, cô mau giúp tôi trông chừng nó đi. Dạ, nhanh lên. Anh Vàng Bái Kiên, anh có đồng ý lấy cô Lê Vạn Linh làm vợ hợp pháp của anh không? Tôi đồng ý.
Hey.